Vietnam Airlines cũng đang xem xét hình thức cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng này nếu như hành khách trước khi lên máy bay đã nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo. Nếu hành khách có bệnh mà cố tình không khai báo trung thực để được lên máy bay, hãng sẽ báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và đề xuất ra quyết định cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng. Ngoài ra, Vietnam Airlines yêu cầu hành khách phải tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay. Hãng sẽ từ chối làm thủ tục trước chuyến bay cho những hành khách không tự trang bị khẩu trang cá nhân. 4 chuyến bay từ Anh, Pháp, Đức do Vietnam Airlines khai thác đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay này hạ cánh vào sáng hôm nay 16 tháng 3, vận chuyển tổng cộng gần 180 hành khách với 100% là công dân Việt Nam. Các tàu bay sau khi hạ cánh cũng được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng hóa. Trên cơ sở rà soát, yêu cầu nguyện vọng và làm việc với các cơ quan chức năng, Vietnam Airlines đang duy trì tối thiểu các chuyến bay giữa Việt Nam và các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức để phục vụ nhu cầu về nước của công dân Việt Nam với điều kiện hành khách phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu liên quan đến sức khỏe cũng như xuất nhập cảnh.